Đầu mỏm của BC.
Em Hiệp đang thử thức muối trắng. Ăn thử thức muối trắng nè. Hello, hello, đây là hiện giờ đó. Là anh em có thể thấy rõ là khác như thế này đó em. Mà chúng tôi mặc cái quần đen thì chúng tôi ngồi khác như thế này. Không có bao giờ chinh phục chút khác nào đó. Chắc mình chân luôn. Mình đang đổ là không tự được. Quá trời đẹp. Biển xanh vô kìa. Biển xanh đẹp vô cùng luôn. Hello nha. Đó anh em giờ thấy không? Cái vùng của Pensacola đó. Cát thì nó mịn như là đường kèn. Còn nước ở ngoài thì nó xanh xanh lục, cái màu xanh lục rất là đẹp, rất là đẹp. Không quay đi. Tôi cứ vô. Đó, đó thêm một nghệ sĩ nữa. Thêm một nghệ sĩ nữa vô dưới cô Mai đây. Đây là cô Mộng Thu. Anh em có thể dần thấy nước không? Mình không tưởng tượng được cái màu xanh lục rất ư là đẹp. Giờ ông Hiệp xây lâu đài tình ái nè. Đó, xây trái tim hả? Chưa vậy chứ, cái nội vậy rồi. Ngân đi, nằm lại.